Về ngã chín tư Bắc Giang, về ngã chín tư một nghề công hiền thánh chữ để trang nghiêm. Bên trên bán thí làng sơn, dưới đây đền châu lục khói nhang ngạt ngào. Hiểu chung cô
tính anh Linh Châu đã có tiếng vang thùng dùng cơn khách. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thiệt ra người già bán hàng chơi minh hà. Sơn lâm rừng vàng vàng núi đồi chính từ hoa là chính là nơi quê châu quý non.
đàn thông xèo sắt bên gành suối dài. Có đường buồn khúc qua đèo mà dốc núi núi hiểm nghèo. Đất xoài đá không một bầu sơn thỏa thòng sâu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bắt đầu vinh hoa, đẹp như sao bắt đầu ngân hà, trăng sẵn trăng tan như là sao mai, dù là tôi tốn trăng trăng đi cho mọi người.
tầng cao thấp cây trên cây tràn ngập bầu lãng ma đền thờ châu bé chín thank you.
hoàng về sớm môn nhạc gói đăng nhang phục thờ trong tình có chữ nam mô A Di Đà Phật và nàng hoàng đi chấm đồng hoàng bảy bảy có phép thần thông đất đất bà ơi
đọc đằng đằng đằng
gió mát. Mượn cũng man mác khoảng không gian như gió thoảng mây tan, chỉ bay bồng tâm thân phàn không nghề. Bye.
quanh thổ gà lìa vì tứ xuyên đục vì nước gì hòa cúc cá ván đèo mời ông à nhất tuần lấy bỏ bài đứng ở trên tay cứ đen đen sạm
những thiên khai bạch bạch định ông bảy có chỉ ông có tôi. Nhắn nhắn ai lên nhắn họ hoàng lên tới cho cầu lốm mà hỏi thăm xem chú kiểu vạn thì chiều hôm đang đứng sinh nga sinh ông ghép mây thất văn lòi tiếng anh hào kiểu vạn cùng là bát sách ông đưa hết vào cái tôm chơi xong ông định trở về nhưng cùng văn dâng bài văn sóc đĩa xin ông bày ngồi ông nghe bày ra ngày tức thì ta lòng mà hiểu họ thân thì ông bảy tôi ngồi mà sao sao kia anh bốn bảy cứ xôn thầy tiếng tiền là trong bát nó sao già ông bảy tôi ngồi mà ba chậm chậm cứ thách ghế nào ra sông Lam bên mình
Thank you.
con bạn mà vẫn đã cay chìm thẳng vẫn còn thương ghế ông tinh mình làm nghề dây dù có xa xôi từ trăm xứ nghệ ông cũng về bàn đền bảo hà đây để bắt quỷ hầu chính là hoàng ừ. Mà đền bảo hà hôm nay thì hoàng ừ. rất là thành hoàng nhủ rằng thanh đồng họ hoàng về ông nhất tâm tin tưởng Phật là cứ lăng lăng ra bắc ghê hoàng bán cho
chân đẻ làm chi 360
chục ngày trần hà. Hỏi ông hoàng thập có nhận hay không? Con người ta sống ở trên đời có tiền dòng bạc chảy để rồi làm chi? Cuối cùng cũng chẳng có đem đi mà lại có tài, nhưng hoàng cho họ hoàng sống thọ để hưởng lòng lòng trời đức đức người à. Nếu mà người nào lòng lòng hiểm lại xa xa đảo điên thì ông quét sạch không xóa cho ai đâu ơ nào ông rời có phụ ai đâu nhất nhất tâm về việc mình tối mũ phụ ông cho quan ai được nhẹ nhàng cho quan ai được nhẹ nhàng tiếc đã có vội ra về cô họ còn đang sáng giờ thì ông trở về sao đang ngày xưa cách chờ dòng sông Nam ngày nay đã có cầu biến thì ông cứ tung tung dung không vội ra gì cứ tung tung dung không vội ra gì đứng đỏ dân văn rất là nhiệt tình thơ hay cũng là ý đẹp ông lại ban khen cho nụ cười lại ban khen thêm nụ cười một nụ cười của ông đẹp như thể bông hoa nụ cười của ông xanh thở với dăm ba trăm tỷ đồng với dăm ba trăm tỷ đồng con nhớ ông mười an nhớ ông mười trăm nghệ an chim khôn con chim khôn tìm bầu đồng lóc đi nhà quan người nào mà cô quan đi tìm thầy trình đồng tam tứ phủ ông sẽ khoan thai cho nhẹ cho quan tài được nhẹ nhàng. Hôm nay ông về giáng phúc hoàng trừ tay đỏ giáng phúc hoàng trừ tay đồng ra cũng là tín chủ họ hoàng con ai ai cũng được sang giàu cho ai ai cũng
lẻ quê thoải cô tư đêm trầu rước ông mười giờ. Trong một nhà
cho dù xa xôi đi cách trở, ông cũng cho xa thành gần, cũng cho xa thành gần. Hoa đến mùa giọt sương rơi trên lá từ cây, có lá đầu của ghế hoàng thập, có thước nào đó cho vừa, có thước nào đó cho vừa. Ở trong minh nghệ vui nhất thì có buổi sợ vinh, xinh xinh có cầu mười bốn tỷ Oh,
xích đường.